Chào tất cả các anh chị em, các bạn trong group của mình. Và mình xin được tự giới thiệu bản thân mình với tất cả các thành viên trong nhóm. Thực ra thì mình không biết là thầy Hiếu có còn nhớ mình hay không, nhưng mà mình là một trong những đứa học trò đầu tiên của thầy đào tạo Make Money Online cách nay khoảng 2 năm, tức là cái lớp khóa 1 cách nay 2 năm rồi. Thì thầy, để giới thiệu thì trước tiên mình phải khai tên ra ha. Thì mình tên thật là Thùy Ngọc, nhưng mà bây giờ thì tên của mình không, cái đó chỉ là tên cúng cơm thôi, và cái tên hiện tại của mình là Em và mình họ Nguyễn. Ok, cho nên các bạn thôi thì cứ gọi mình là Em ha. Thì hôm nay mình được xem cũng khá nhiều video giới thiệu của các bạn trên trên mạng rồi. Thì hôm nay mình phải làm gấp video này tại vì mình sợ trễ, thì như mình nói rồi đó. Bây giờ mình sẽ nói qua về vấn đề làm YouTube. Thật sự thì cái chuyện mà post video lên mạng á thì mình đã có làm cũng khá là lâu rồi, nhưng mà hồi đó tới giờ làm thì mình không có nghĩ là có thể kiếm tiền được từ những video đưa lên YouTube. Cho tới khi mà như nãy mình có nói rồi đó, cách nay khoảng 2 năm, lúc đó khi mà thầy Hiếu mới vừa chiêu sinh khóa đầu tiên để dạy kiếm tiền trên mạng, tức là Make Money Online, thì mình có đăng ký vào cái khóa đó. Tại vì mình nghe cái tên rất là hay, tự do tài chính. Và từ đó thì sau khi mà học được cái cách mà bật kiếm tiền, tạo channel như thế nào, rồi đăng ký kiếm tiền như thế nào, thì mình cũng đã có làm. Và hiện bây giờ mình cũng đã có một channel ở trên YouTube. Nếu nếu các bạn không biết, các bạn có xem qua chưa? Tại vì channel của mình cũng không có nổi tiếng lắm đâu. Chủ yếu là mình chỉ chia sẻ những cái điều, những cái cuộc sống hàng ngày của mình, những cái điều mình thích thôi. Channel của mình cũng không có nhiều người coi lắm. Nếu mà so với một số cái channel về cuộc sống ở Mỹ, nói hoài mà mình quên nói với các bạn, tên của channel mình là Người Việt ở Florida. Các bạn mà có bạn nào đã xem qua rồi thì các bạn cũng sẽ thấy đó, channel của mình cũng không có được lượt view nhiều lắm, chỉ vài ngàn. Trong khi đó một số người khác làm thì mình thấy có mấy trăm ngàn lần đó. Nhưng mà thôi, it's ok. Tại vì mình làm với cái lòng đam mê của mình mà, cho nên kiếm được tiền dù ít thì mình cũng đã vui rồi. Mục đích của mình là chỉ muốn chia sẻ thôi. Mình nghĩ thôi, kể như cái channel đó là cái thương hiệu đi. Mình làm vì mình thích, vì mình đam mê, thì sau này khi mà mình có thời gian mình xem lại á, thì đó là những cái kỷ niệm đẹp. Thu nhập của channel Người Việt ở Florida thì cũng không có nhiều đâu, chỉ vài trăm thôi. Cái thầy nói chắc đủ tiền đổ xăng đi chơi. Nhưng mà mình vẫn thích làm cái channel đó, mình rất rất là thích. Cho nên hiện bây giờ thì mình vẫn tiếp tục tìm hiểu trên mạng, và mình muốn make money online bằng cách khác chứ không chỉ là bằng YouTube. Khi mà nghe thầy Hiếu nói là sẽ đổi cái tên của nhóm của mình, của group của mình á, từ kiếm tiền 1.000 đô qua YouTube ha, thành cái tên, để coi cái tên mới là gì ta. Con đường tự do tài chính, thì mình rất thích cái tên này. Và đó là lý do sao mà khi mà mới vừa về tới nhà, mình lập đật chạy vội vô cái phòng làm việc để mà làm video này liền. Tại mình sợ nếu không á hả, thì thầy Hiếu hoặc là trong ban quản trị của group á sẽ đuổi mình ra khỏi nhóm. Thì chuyện đó thì tiếc lắm á. Tại vì thực sự là mình rất muốn học hỏi để kiếm tiền trên mạng. Và trong tương lai gần đây thôi, thì mình nghĩ là mình sẽ dẹp hết cái công việc hàng ngày của mình, để mà mình tập trung vào cái mảng kiếm tiền trên mạng, để được đi chơi nhiều hơn nữa. Mình thích đi chơi mà, mình rất thích đi du lịch. Thì hy vọng là khi tham gia cái nhóm này,
thì mình sẽ học hỏi được cái cách thức kiếm tiền khác với cách làm YouTube. Tại vì mình thấy mình làm YouTube không có được nhiều tiền. Thực sự kiếm tiền thông qua các channel của YouTube á, thì không có được nhiều. Chủ yếu là mình chỉ chia sẻ cho mọi người được biết thôi. Cho nên cái đó không đủ thu nhập để mà mình có thể tự do tài chính được. Cho nên mình rất muốn là được sự hướng dẫn của thầy cũng như các anh chị em trong group của mình về cái việc kiếm tiền trên mạng. Thí dụ như tham gia Futurenet hay là lập website hay là như thế nào đó. Tại vì mình cũng chưa có biết, chưa có rành. Mình rất muốn học về vấn đề đó. Hy vọng là sau khi tham gia với group của mình thì mình sẽ biết được nhiều cách khác để kiếm tiền trên mạng, make thật nhiều money online để đi đến tự do tài chính. Và khi một khi mà mình đã có thể kiếm được tiền trên mạng như vậy rồi thì mình có thể được đi chơi chỗ này chỗ nọ, mà trong cái thời gian đi chơi thì mình vẫn có thu nhập, thì đó là cái điều mà mình đang mơ ước. Rồi thôi, thì qua đây mình cũng xin được nói lời cảm ơn thầy Dương Trung Hiếu rất rất là nhiều. Bởi vì nhờ có thầy mà mình mới biết cái cách bật video để kiếm tiền trên mạng. Và mình xin được chúc tất cả các bạn cũng như mình sẽ thành công trong việc make money online, tức là sẽ thành công trong việc kiếm tiền trên mạng ha. Và mình xin được cuối cùng thì mình xin được chúc thầy Dương Trung Hiếu cùng với tất cả các bạn luôn luôn được bình an, luôn luôn được hạnh phúc ha. Không hiểu tại sao mình rất thích cái câu chúc này và mình vẫn thường chúc câu chúc này trong những cái outro của video của mình. Bởi vì mình nghĩ mình phải bình an, mình mạnh khỏe, mình hạnh phúc thì mình sẽ làm được tất cả. Ok, xin trân trọng kính chào và rất cảm ơn thầy Hiếu cũng như tất cả các bạn đã lắng nghe mình nói ngày hôm nay. Tại vì nói gấp quá, đi về rồi cái nhà vô phòng làm việc và nói liền một lèo như vậy thì mình nghĩ là sẽ có những cái sai sót, những cái gì đó. Mình là trong một nhóm mà, thì cũng như trong một gia đình rồi hả. Có cái gì thì mong thầy cũng như mong tất cả các anh chị em, các bạn bỏ qua cho mình nha. Ok, xin trân trọng kính chào. Xin chào thầy Dương Trung Hiếu. Chào tất cả các anh chị em, các bạn trong group của mình. Xin lỗi, cũng còn hơi mệt tại vì mình mới vừa đi một cái trip rất là dài, vừa về tới nhà thôi. Thì tại vì mình vẫn, mặc dù là đi chơi á, nhưng mà mình vẫn có thói quen là xem những cái thông tin trong nhóm của mình hàng ngày. Và mình cũng được biết là các bạn giới thiệu cũng được hết rồi. Chắc mình là một trong những người giới thiệu trẻ nhất á. Cho nên sau khi mà về tới nhà rồi á, thì chưa kịp thay đồ nè, mình chạy vội vô đây, vô phòng làm việc để mình mở máy lên và mình xin được tự giới thiệu bản thân mình với tất cả các thành viên trong nhóm. Thực ra thì mình không biết là thầy Hiếu có còn nhớ mình hay không, nhưng mà mình là một trong những đứa học trò đầu tiên của thầy đào tạo Make Money Online cách nay khoảng 2 năm, tức là cái lớp khóa 1 cách nay 2 năm rồi. Thì để giới thiệu thì trước tiên mình phải khai tên ra ha. Thì mình tên thật là Thùy Ngọc, nhưng mà bây giờ thì tên của mình không, cái đó chỉ là tên cúng cơm thôi. Và cái tên hiện tại của mình là Em và mình họ Nguyễn. Thì nghe cái tên Em Nguyễn thì chắc các bạn cũng có thể đoán được phần nào là mình không có ở Việt Nam hiện tại, là mình đang cùng với gia đình định cư ở Mỹ cũng mười mấy năm rồi. Nhưng mà tại vì các bạn biết không, cũng khổ nổi là cái tên Ngọc của mình
Thì ở đây người ta không có gọi được, người ta cứ kêu mình là ngốc ngốc không à, những người bạn Mỹ ở đây á. Mặc dù là mình đã giải thích nhiều lần với họ rồi đó, mình nói hey đừng có gọi là ngốc nha, bởi vì ngốc tức là stupid á. Mà tên của mình không phải là stupid đâu, mình tên Ngọc là Jay, là Pearl. Thế mà nhưng mà cũng khổ lắm, mọi người cũng không không có gọi được, tiếng Việt mình cũng hơi khó, cho nên cuối cùng thì ba mẹ mình mới nói thôi đừng có ép người ta kêu cái tên 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 cúng cơm của mình ra nữa, mà nên đặt một cái tên khác. Thế là ba mẹ mới cho mình một cái tên khác, đó là tên En, và mình vẫn giữ họ Nguyễn. Thì En, nếu mà nói về tiếng Mỹ thì có nghĩa cũng hay, cũng khá là cao quý. Nhưng mà cái mục đích mà ba mẹ đặt mình tên En á là tại vì khi mình phát âm chữ En thì nó có chữ N á, giống giống với chữ En, En của Việt Nam. Thì đó là cái initial của tên của mình, là tên Ngọc, tức là cái chữ phụ âm đầu tiên của tên mình là En mà. Ok, cho nên các bạn thôi thì cứ gọi mình là En ha. Mình phải giải thích như vậy là tại vì trong nhóm của mình đa số là sống ở Việt Nam, thì các bạn có thể hiểu lầm không hiểu tại sao mà mình không có lấy tên Việt Nam mà mình lấy tên nước ngoài. Chắc là mình cũng xính ngoại hay là nghĩ là mình bị mất gốc chắc, nhưng mà không phải đâu. Mặc dù là mình sống ở Mỹ thiệt á, nhưng mà lúc nào mình cũng luôn luôn biết mình là người Việt Nam mà, và lúc nào mình cũng nhớ về Việt Nam. Nó nhớ thôi nha, chứ thực sự ở Mỹ mình cũng quen rồi. Mình cũng muốn là sống ở đây, chứ mình cũng không có ý định là về Việt Nam để sống. Thôi bây giờ nói hơi khá nhiều về cái tên ha, thôi bây giờ bỏ qua đi. Thì hôm nay mình được xem cũng khá nhiều video giới thiệu của các bạn trên mạng rồi. Thì hôm nay mình phải làm gấp video này tại vì mình sợ trễ, thì như mình nói rồi đó. Bây giờ mình sẽ nói qua về vấn đề làm YouTube. Thực sự thì cái chuyện mà post video lên mạng á thì mình đã có làm cũng khá là lâu rồi, nhưng mà hồi đó tới giờ làm thì mình không có nghĩ là có thể kiếm tiền được từ những video đưa lên YouTube. Cho tới khi mà như nãy mình có nói rồi đó, cách nay khoảng 2 năm, lúc đó khi mà thầy Hiếu mới vừa chia sinh khóa đầu tiên để dạy kiếm tiền trên mạng, tức là Make Money Online, thì mình có đăng ký vào cái khóa đó. Tại vì mình nghe cái tên rất là hay, tự do tài chính. Và từ đó thì sau khi mà học được cái cách mà bật kiếm tiền, tạo channel như thế nào, rồi đăng ký kiếm tiền như thế nào, thì mình cũng đã có làm. Và hiện bây giờ mình cũng đã có một channel ở trên YouTube. Nếu các bạn không biết, các bạn có xem qua chưa, tại vì channel của mình cũng không có nổi tiếng lắm đâu. Chủ yếu là mình chỉ chia sẻ những cái điều, những cái cuộc sống hàng ngày của mình, những cái điều mình thích thôi. Channel của mình cũng không có nhiều người coi lắm, nếu mà so với một số cái channel về cuộc sống ở Mỹ. Nói qua mà mình quên nói với các bạn, tên của channel mình là Người Việt ở Florida. Các bạn mà có bạn nào đã xem qua rồi thì các bạn cũng sẽ thấy đó, channel của mình cũng không có được lượt view nhiều lắm, chỉ vài ngàn. Trong khi đó một số người khác làm thì mình thấy cả mấy trăm ngàn lần đó. Nhưng mà thôi, it's ok. Tại vì mình làm với cái lòng đam mê của mình mà, cho nên kiếm được tiền dù ít thì mình cũng đã vui rồi. Mục đích của mình là chỉ muốn chia sẻ thôi. Mình nghĩ thôi, kể như cái channel đó là cái thương hiệu đi. Mình làm vì mình thích, vì mình đam mê, thì sau này khi mà mình có thời gian mình xem lại á, thì đó là những cái kỷ niệm đẹp. Thu nhập của channel Người Việt ở Florida thì cũng không có nhiều đâu, chỉ vài trăm thôi. Có thể nói chắc đủ tiền đổ xăng đi chơi. Nhưng mà mình vẫn thích làm cái channel đó, mình rất rất là thích. Cho nên hiện bây giờ thì mình vẫn tiếp tục tìm hiểu trên mạng
và mình muốn make money online bằng cách khác chứ không chỉ là bằng YouTube. Khi mà nghe thầy Hiếu nói là sẽ đổi cái tên của nhóm của mình, của group của mình á, từ kiếm tiền 1.000 đô qua YouTube ha, thành cái tên, để coi cái tên mới là gì ta, con đường tự do tài chính, thì mình rất thích cái tên này. Và đó là lý do sao mà khi mà mới vừa về tới nhà, mình lập đật chạy vội vô cái phòng làm việc để mà làm video này liền. Tại mình sợ nếu không á thì thầy Hiếu hoặc là trong ban quản trị của group á sẽ đuổi mình ra khỏi nhóm. Thì chuyện đó thì tiếc lắm á. Tại vì thực sự là mình rất muốn học hỏi để kiếm tiền trên mạng. Và trong tương lai gần đây thôi, thì mình nghĩ là mình sẽ dẹp hết cái công việc hàng ngày của mình để mà mình tập trung vào cái mảng kiếm tiền trên mạng, để được đi chơi nhiều hơn nữa. Mình thích đi chơi mà mình rất thích đi du lịch. Thì hy vọng là khi tham gia cái nhóm này thì mình sẽ học hỏi được cái cách thức kiếm tiền khác với cách làm YouTube. Tại vì mình thấy mình làm YouTube không có được nhiều tiền. Thực sự kiếm tiền thông qua các channel của YouTube á, thì không có được nhiều. Chủ yếu là mình chỉ chia sẻ cho mọi người được biết thôi. Cho nên cái đó không đủ thu nhập để mà mình có thể tự do tài chính được. Cho nên mình rất muốn là được sự hướng dẫn của thầy cũng như các anh chị em trong group của mình về cái việc kiếm tiền trên mạng. Thí dụ như tham gia FutureNet hay là lập website hay là như thế nào đó. Tại vì mình cũng chưa có biết, chưa có rành. Mình rất muốn học về vấn đề đó. Hy vọng là sau khi tham gia với group của mình thì mình sẽ biết được nhiều cách khác để kiếm tiền trên mạng, make thật nhiều money online để đi đến tự do tài chính. Và khi một khi mà mình đã có thể kiếm được tiền trên mạng như vậy rồi thì mình có thể được đi đi chơi chỗ này chỗ nọ, mà trong cái thời gian đi chơi thì mình vẫn có thu nhập, thì đó là cái điều mà mình đang mơ ước. Rồi thôi, thì qua đây mình cũng xin được nói lời cảm ơn thầy Dương Trung Hiếu rất rất là nhiều. Bởi vì nhờ có thầy mà mình mới biết cái cách bật video để kiếm tiền trên mạng. Và mình xin được chúc tất cả các bạn cũng như mình sẽ thành công trong việc make money online. Tức là sẽ thành công trong việc kiếm tiền trên mạng ha. Và mình xin được cuối cùng thì mình xin được chúc thầy Dương Trung Hiếu cùng với tất cả các bạn luôn luôn được bình an, luôn luôn được hạnh phúc ha. Không hiểu tại sao mình rất thích cái câu chúc này, và mình vẫn thường chúc câu chúc này trong những cái outro của video của mình. Bởi vì mình nghĩ mình phải bình an, mình mạnh khỏe, mình hạnh phúc thì mình sẽ làm được tất cả. Ok, xin trân trọng kính chào và rất cảm ơn thầy Hiếu cũng như tất cả các bạn đã lắng nghe mình nói ngày hôm nay. Tại vì nói gấp quá, đi về rồi cái nhà vô phòng làm việc và nói liền một lèo như vậy thì mình nghĩ là sẽ có những cái sai sót, những cái gì đó. Mình là trong một nhóm mà, thì cũng như trong một gia đình rồi hả. Có cái gì thì mong thầy cũng như mong tất cả các anh chị em, các bạn bỏ qua cho mình nha. Ok, xin trân trọng kính chào.